chả biết cái gì nữa mà tự động rồi nó bắn mình ra ngoài à, nó kích mình ra ngoài à. Đang nói giữa chừng rồi nó kích mình ra ngoài cho đã không, nói kiểu này là thấy là mất mất hứng rồi. Chào bạn Phụng Nguyễn, TV256 thấy các bạn đang tham gia. Cái điều mà thay đổi cái thể chế chính trị là cái điều mà cần thiết nhất ngay bây giờ. TV256 nhận định rằng đó, sau cái mà đạo luật về nhân quyền và dân chủ cho Hồng Kông, sau cái đạo luật này xảy ra đó, thì trước sau gì ông Tổng thống Trump ông cũng ký cái đạo luật này. Và khi cái đạo luật này đó được được ban hành đó, thì TV256 khẳng định rằng là sẽ có chiến tranh đó, sẽ có chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng về cái vấn đề mà Hồng Kông, ngoại trừ Trung Cộng biết ngoan ngoãn mà thay đổi cái thể chế. Nếu mà Trung Cộng không thay đổi cái thể chế, dứt bỏ cái thể chế cộng sản lỗi thời đó đi, thì sẽ có chiến tranh. Quý anh chị em thử nghĩ coi. TV muốn phân tích cái điểm này. TV gọi đó là một cái quốc gia Hồng Kông đi. Tuy là Hồng Kông chưa có độc lập, nhưng mà TV256 đó muốn gọi trước đó. TV256 muốn gọi trước đó rằng là Hồng Kông đó là một quốc gia độc lập đi. Mà trước sau gì nó cũng phải tiến đến điều đó. Hồng Kông sẽ trở thành một quốc gia độc lập. TV256 nghĩ như thế. Nó không khác gì nữa Đài Loan thôi. Nó không khác gì vào năm 1776 mà ngày 4 tây tháng 7 đâu. 4 tây tháng 7 đó ngày, quý anh chị em sống bên Mỹ thì quý anh chị em biết rằng 4 tây tháng 7 là cái ngày mà tuyên bố độc lập của Hoa Kỳ. Đó là ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. 4 tây tháng 7 1776 là ngày Hoa Kỳ đã tuyên bố độc lập khỏi cái sự cai trị của Anh Quốc đó. Thì ngày hôm nay cũng vậy thôi. Tại sao Hoa Kỳ đó được cái quyền tuyên bố độc lập nước Mỹ trở thành một quốc gia hùng cường như ngày hôm nay? Và tại sao người không Hồng Kông không được tuyên bố độc lập? Người Hồng Kông vẫn có quyền tuyên bố độc lập khỏi cái sự cai trị của Trung Cộng. Quý anh chị em, nếu mà quý anh chị em so sánh thì quý anh chị em sẽ thấy ngay là ai là người phải thay đổi cái thể chế chính trị. TV muốn kể về cái câu chuyện là của quá khứ. Vào năm 1997, khi mà Hồng Kông đó được trao vào tay của Trung Cộng, thì Hồng Kông đó, cái GDP mà TV256 gọi là tổng sản lượng quốc gia đó của Hồng Kông đó, nó chỉ bằng 1/5 thôi của Trung Cộng, của cả nước đó. Cả nước mà Trung Hoa lục địa, Hồng Kông nó bằng 1/5, nhưng mà cái diện tích nó
cái diện tích của nó đó chỉ bằng 1/9.000 diện tích Hồng Kông, nó nhỏ xíu à. Diện tích Hồng Kông nó chỉ bằng 1/9.000 thôi. Về cái dân số đó, Hồng Kông nó chỉ bằng 1/190, 1/190 của Trung Hoa lục địa, là nó nhỏ xíu à. Dân số nó cũng ít hơn nhiều và đất đai lãnh thổ nó cũng ít hơn nhiều, nhưng mà cái tổng sản lượng quốc gia nó bằng tới 1/5 dân số ấy, 1/5 của Trung Hoa lục địa, là tiền bạc nó kiếm nhiều hơn. Thì quý anh chị nghĩ thôi, tại sao đó thằng Trung Cộng đó, những cái nhà cầm quyền Trung Cộng, tại sao không bắt chước theo Hồng Kông? Nói tại sao Hồng Kông mày giàu quá vậy? Mày chiếm 1/5 gọi là tổng sản lượng quốc gia lắm, mà mày mảnh đất có nhỏ xíu à. Tại sao những nhà cầm quyền của Trung Cộng không có tự vấn cái lương tâm của mình để mà thấy mình xấu hổ? Thật là hổ thẹn chứ. Tại sao Hồng Kông nó nhỏ xíu à mà nó giàu có như vậy? Các nhà cầm quyền cộng sản thời cái lúc đó, năm 1997, thời của Đặng Tiểu Bình rồi Giang Trạch Dân rồi bây giờ là Tập Cận Bình, những nhà cầm quyền của cộng sản đó, khi mà mình thấy đó, Hồng Kông nó giàu quá đó, mình phải tự vấn cái lương tâm của mình phải tự xấu hổ để mà mình thay đổi cái thể chế. Cái thể chế là cái quan trọng nhất, mình thay đổi cái thể chế theo Hồng Kông để mà làm cho cả nước giàu, thì mới mình mới mới gọi là người yêu nước thương dân. Còn mình đi, mình ngăn chặn cái điều mà làm giàu của người dân, mình ngăn chặn điều đó, tức là mình là bọn phản quốc. Thành ra người không trong họ không bao giờ họ chấp nhận được, họ không bao giờ họ từ một cái đỉnh giàu sang mà họ phải nghe theo lời những cái bọn phản quốc như vậy. Những cái bọn mà phản quốc nó đang cai trị họ, người Hồng Kông không bao giờ chấp nhận được điều đó. Thành ra họ nhất quyết bảo vệ cái Hồng Kông được tự do, được độc lập, được dân chủ. Đó là điều mơ ước của người dân Hồng Kông. Họ không bao giờ họ muốn sống dưới cái chế độ mà cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc như vậy. Thì người dân Việt Nam ngày hôm nay chuẩn bị, TV muốn chia sẻ cái điểm chính đó. 5 triệu người dân hải ngoại này, có thể tổng sản lượng của họ hơn cả tổng sản lượng cả cả quốc gia nữa, chứ đừng có nói cái tổng sản lượng hải ngoại này nó kinh khủng lắm. 5 triệu người làm việc biết bao nhiêu tiền bạc như vậy, tại vì họ cũng đã từng gửi 12 tỷ đô la về trong nước theo những cái bài báo mà được đăng ở trong nước. Họ gửi 12 tỷ, 14 tỷ đô la mỗi năm về Việt Nam. Thì quý anh chị em thử nghĩ là tổng sản lượng của người Việt ở hải ngoại là bao nhiêu. Rồi làm sao mà bắt nhà cầm quyền phải bắt chước người Việt hải ngoại chứ? Tại sao người Việt hải ngoại làm giàu được như vậy? Là tại vì họ sống trong một cái thể chế tự do, dân chủ, thì mới mang đến cái hạnh phúc, cái cơm no áo ấm cho họ, thì họ mới làm giàu được. Thì đó là điều hiển nhiên rồi. Thì nhờ những nhà cầm quyền đó phải bắt chước những người Việt hải ngoại, chứ không phải cai trị người Việt hải ngoại. Phải bắt chước người ta chứ, giống như Trung Cộng nó phải bắt chước Hồng Kông để mà nó làm giàu. Người dân nó làm giàu đó đâu phải là một cái tội đâu, họ không có tội làm giàu, không có tội gì hết.
Mà tại sao ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại nói ra câu đó? Nói các đồng chí ơi, các đồng chí đừng có sợ dân làm giàu. Thành ra người dân làm giàu đó là bị tụi Việt Cộng nó hạch sách, nó làm khó làm dễ. Giống như ông Trịnh Vĩnh Bình vậy thôi. Giống như ông David Dương đó, về đó để mà lo rác đó, làm về rác đó. Rốt cuộc rồi bị tụi nó, tụi nó gọi là gây khó dễ đủ thứ, bị bắt bớ nữa, bắt bớ giam cầm ông Trịnh Vĩnh Bình đó, và ngày nay bị thua kiện người là thê thảm luôn đó, thua kiện đến hàng hàng bao nhiêu triệu đô la, bị ông Trịnh Vĩnh Bình thưa đòi tới 1,5 tỷ đô la đấy, không có giỡn đâu, rồi không biết điều đình bao nhiêu đó. Là coi như ông Trịnh Vĩnh Bình đã thắng cuộc đó. Các anh đâu có thấy nhục nhã đâu, các anh chỉ biết ngồi trên đầu trên cổ người dân thôi. Các anh phải thay đổi, đừng có làm những cái chuyện mà hại dân hại nước nữa. Trước sau gì rồi cũng có chiến tranh, mà chiến tranh thì các anh tiêu á. Không phải, tại vì đó, các anh đi với Tàu là các anh tiêu đó. Các anh sẽ không được cả thế giới bảo vệ đâu. Bây giờ Tàu nó đang chống cả thế giới đó. Mà các anh theo nó thì các anh sẽ bị cả thế giới chống các anh đó. Nó không phải đơn giản đâu. Và TV256 thiết tha kêu gọi là các anh phải thay đổi cái thể chế. Thôi TV256 chấm dứt buổi nói chuyện ngày hôm nay nha. Xin mến chào quý anh chị em.